trường, đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em sao xuyến chợt nghe vu vơ gần lại bên anh. Biết nghĩ cho đôi ta dài lâu.
Xin cảm ơn Vũ Cát Tường và Thủy Chi. Cảm ơn ban nhạc. Xin chào. Ồ, lâu quá mới gặp lại anh. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Và hôm nay anh thấy phần biểu diễn này hình như hai bạn đổi bài cho nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Ý tưởng này của các bạn đến từ đâu? Em có gửi lời mời Tường để có thể tham gia trong chương trình hát đầu tiên và sẽ hát cùng em một bài. Thì hai chị em có suy nghĩ là hát cái gì nhỉ? Thì Tường thì bảo là em hát gì cũng được ấy, dễ tính lắm, hát cái gì cũng được. Thật ra thì chị Thùy Chi là idol hồi cấp 3 của Tường. Mười mấy năm sau mình được fit với thần tượng của mình ở trên sân khấu thì mình vẫn cảm giác là người đó vẫn là như vậy. Người đó vẫn mang cho mình một cái cảm giác nguyên vẹn như cái lần đầu tiên mình được tiếp xúc với âm nhạc của chị Chi. Thì Tường rất là trân quý cảm giác này. Tường nghĩ là đây là một cái sân khấu đặc biệt để mà mình được hát bài của chị ấy và chị ấy hát bài của mình. Và Hành Tinh Ánh Sáng cũng là một ca khúc mà Tường vừa mới ra mắt mà chị rất là thích, mà rất là muốn hát, mà nhất định xin Tường là Tường ơi, chị có thể đổi được vai không? Tức là Tường là em này cô bé ơi. Này em bé ơi. À này em bé ơi thì mình sẽ đổi thành là anh này cậu bé ơi, mà nhất định là hát là anh là cậu bé ơi, bởi vì là Tường là hoàng tử bé. Xe đạp thì rất quen rồi, nhưng Hành Tinh Ánh Sáng thì Tường mới cho ra mắt đúng không? Trong một dự án mới của Tường mà anh đọc viết. Hành Tinh Ánh Sáng là một trong những sáng tác của Tường nằm trong cái mini album hay là gọi là EP 1 triệu năm ánh sáng và dự án vẫn còn tiếp diễn. Yeah. Tại sao lại là 1 triệu năm ánh sáng, Hành Tinh Ánh Sáng? Em không biết mọi người như thế nào nhưng mà em bay hơi xa. Trong cái thế giới sáng tạo thì nó không có giới hạn. Và Tường vẫn hay nói với khán giả của Tường là Tường đến từ Hành Tinh Ánh Sáng và nhiệm vụ của Tường xuống đây thì để mua vui ca hát, góp vui cho đời. Xin cảm ơn Vũ Cát Tường và xin được chúc cho Tường sẽ thành công hơn nữa với dự án 1 triệu năm ánh sáng và các dự án tiếp theo của mình. Khi nào mệt mỏi quá thì cứ quay trở lại Hành Tinh lấy cảm xúc rồi lại xuống đây lâu lâu mời mua vui.